Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản phát sóng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, những khu đất có lợi thế về vị trí hay các thương hiệu lớn có giá trị, trong đó vốn là của nhà nước, có giá trị cao, được định giá sai và bị mua lại với mức chỉ bằng một phần rất nhỏ với giá trị thực tế. Như hãng phim truyện Việt Nam được bán với giá chỉ vỏn vẹn khoảng 50 tỷ đồng, hay cảng Quy Nhơn chỉ được định giá là 404 tỷ đồng. Trong khi giá trị về thương hiệu, về tài sản, đặc biệt là đất do doanh nghiệp nắm giữ thực tế cao hơn rất nhiều. Như vậy, sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thì hàng loạt tài sản nhà nước có giá trị lớn bị thâu tóm và thất thoát. Tiếp tục về đề tài về sửa đổi luật đất đai 2013, trong chương trình tuần này chúng tôi sẽ phân tích một số giải pháp để hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đầu tiên. Thời gian qua, dư luận không khỏi bức xúc trước tình trạng hàng loạt khu đất có giá trị và thương hiệu của các doanh nghiệp nhà nước bị mua lại với giá rẻ, gây thất thoát lớn vốn nhà nước. Câu chuyện cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam về tay Tổng công ty Vận tải Thủy có giá trị khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Trong khi theo quyết định số 4126 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng giá trị thực tế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim truyện Việt Nam tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2014 là hơn 91,7 tỷ đồng. Từ đó, có một số ý kiến nghi ngờ về việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim truyện Việt Nam đã được bán với giá thấp hơn giá thực tế, chưa bao gồm cả thương hiệu và hơn 1,4 hectare đất do hãng nắm quyền sở hữu. Trong đó có khu đất số 4 Thụy Khuê, Hà Nội, số 6 Thái Văn Lùng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường quay ở các vị trí khác đã không được tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa. Con số này sẽ còn gấp lên rất nhiều lần so với giá trị của công ty đã được bán. Quá trình thoái hết toàn bộ vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn để chuyển nhượng cho nhà đầu tư chiến lược là công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu có lợi ích nhóm trong vấn đề này hay không khi xác định giá trị cảng Quy Nhơn chỉ có 404 tỷ đồng. Kết luận của thanh tra chính phủ cho thấy việc cổ phần hóa thoái hết vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn thực hiện không đúng đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và có nhiều sai phạm phải xử lý nghiêm khắc. Năm 2016, Kiểm toán Nhà nước xác định giá trị của 7 doanh nghiệp đã làm tăng vốn nhà nước lên trên 20.800 tỷ đồng. Năm 2017, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục kiểm toán tại 6 doanh nghiệp và cũng tăng vốn nhà nước lên trên 8.900 tỷ đồng. Như vậy có nghĩa nếu không kiểm toán lại thì bình quân mỗi doanh nghiệp này làm thất thoát trên 1.000 tỷ đồng vốn nhà nước. Nếu việc này được triển khai sớm hơn khoảng chục năm, chắc sẽ chặn đứng được dòng chảy thất thoát về tài sản nhà nước. Trong cái quy định cổ phần hóa thì người ta sẽ quy định rằng là định giá theo cái vị lợi thế của vị trí. Và chúng ta biết rằng là cái lợi thế vị trí ấy, thì đó là một cái nó rất là trừu tượng, nó không có một cái định giá cụ thể rõ ràng. Chính vì vậy cho nên là người ta cũng định giá thêm cái giá trị của đất đai tương đương với cái lợi thế vị trí, nhưng nó thường là thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực của nó ở trên thị trường. Một trong những nguyên nhân của việc thất thoát sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nói trên đó là khâu định giá tài sản doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp khi định giá tài sản nhà cửa, vật liệu kiến trúc đã không tuân thủ việc ưu tiên áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản do cơ quan thẩm quyền ban hành tại thời điểm gần nhất, không kê khai cả những khu đất mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Và việc quản lý sử dụng chặt chẽ đất đai sau cổ phần hóa ở mỗi địa phương, ở mỗi địa bàn thì chúng tôi cho rằng là trước hết là thuộc trách nhiệm của Ủy ban dân cấp tỉnh. Và trên thực tế thì một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã lợi dụng chính sách quản lý đất đai của nhà nước như là việc di rời cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô để chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không thực hiện việc thu hồi để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai. Cùng với đó, xác định giá trị đất đai vẫn gặp không ít khó khăn, bắt nguồn từ bất cập trong quy định pháp luật về đất đai. Cụ thể, luật đất đai 2013 đưa ra quy định doanh nghiệp có thể trả tiền một lần hoặc trả tiền hàng năm đối với đất thuê. Chính quy định này là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vướng mắc trong quá trình định giá đất thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước suốt thời gian qua. Yêu cầu là doanh nghiệp phải có phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa. Thế nhưng mà các doanh nghiệp thì thường xây dựng một cách qua loa cho nó có thôi. Chứ còn tính khả thi của phương án đó
và phương án đó nó có đúng hay không thì cái việc thẩm định nó cũng rất yếu. Đấy. Cho nên là sau khi mà cổ phần hóa xong rồi thì người ta không thực hiện theo đúng cái phương án sử dụng đất ban đầu, mà người ta lại tìm cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành những cái đất về nhà ở, đất thương mại dịch vụ để tăng cái giá trị rất là cao. Thế kể cả chuyện gọi là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng vướng vào chuyện giá trị đất đai mà cái doanh nghiệp nhà nước đó đang sử dụng, đang được sử dụng hay là thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm, vân vân. Tất cả những cái chuyện đó thì tôi cho rằng hiện nay cái đó vẫn là cái yếu nhất. Và nó dẫn tới một việc là chắc chắn nhà nước thì là mất tiền. Xung quanh câu chuyện này, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vừa diễn ra, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ băn khoăn, lo ngại đối với vấn đề định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo báo cáo của Kiểm toán nhà nước, hầu hết các tập đoàn tổng công ty nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015 đều không tính giá trị lợi thế quyền thuê đất vào giá trị doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, vấn đề lớn nhất rút ra khi tiến hành triển khai lộ trình cổ phần hóa là tính tuân thủ pháp luật. Ở đây không chỉ là pháp luật về cổ phần hóa mà còn là pháp luật liên quan đến đất đai, xác định giá trị doanh nghiệp và những quy định đặc thù. Vậy một trong những giải pháp quan trọng để tránh thất thoát ngân sách nhà nước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thì đất đai phải được định giá đúng, tính đủ sát với thị trường, phải đảm bảo công khai và minh bạch, phải tính được lợi thế, vị trí địa lý đất đai của các doanh nghiệp có thể đem lại, ngăn chặn thất thoát tài sản nhà nước, biến đất công thành đất tư. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, sau khi Tổng cục Thuế rà soát việc sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 năm 2016, qua rà soát, Bộ Tài chính nhận thấy việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhất là các doanh nghiệp nhà nước đang được nhà nước cho thuê đất ở những vị trí có giá trị thương mại ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, việc xác định giá trị doanh nghiệp trong thời kỳ chế độ quy định không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, nhưng không thực hiện đấu giá khi cổ phần hóa. Cái câu chuyện mà cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ấy, thì thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là nó cũng có rất nhiều cái hạn chế. Một trong những cái hạn chế đó chính là gì? Một là tính không đúng, không xác thực giá trị tài sản của doanh nghiệp. Đấy, tức là khi định giá thì thấp, tức là thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Thứ hai là chúng ta không định giá cái tài sản quyền sử dụng đất. Đấy, và thứ ba là lợi thế vị trí của cái mảnh đất. Tôi lấy ví dụ như là Kem Tràng Tiền chẳng hạn. Người ta định giá là có 3 tỷ để cổ phần hóa. Nhưng mà thực chất nó ở cái phố Tràng Tiền, nguyên cái vị trí đấy nó cũng đã mang lại cái giá trị rất lớn. Nó phải lên đến cả hàng trăm tỷ. Để khắc phục những bất cập trong việc cho thuê đất, định giá đất thì nhiều giải pháp đang được các bộ ngành triển khai. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 31 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính đã khẳng định tiền thuê đất đã được điều chỉnh lại sát với giá thị trường và doanh nghiệp phải nộp ngân sách phần chênh lệch. Thì về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để cổ phần hóa thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong từng thời kỳ. Theo đó thì trước năm 2011 đã quy định đất thuê trả tiền hàng năm phải tính giá trị vị trí địa lý và giá trị doanh nghiệp. Và sau 2011 đến nay thì theo quy định của luật đất đai 2013 thì đã điều chỉnh lại việc tính tiền thuê đất sát với thị trường trong giá trị doanh nghiệp và doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước cái phần chênh lệch. Theo quy định tại Nghị định số 01 năm 2017, cơ quan quản lý phải công khai việc xác định giá đất trong quá trình cổ phần hóa, tránh thất thoát tài sản nhà nước. Đặt vấn đề xác định đúng giá trị đất đai trong bối cảnh ngân sách nhà nước khó khăn nguồn thu, nợ công cao. Điểm rất quan trọng mà cần phải sửa đổi trong lần sửa đổi luật đất đai lần này để chúng ta có được một cái cách thức không làm mất giá trị đất đai mà những cái đất đó là đang thuộc thẩm quyền quyết định của nhà nước. Thì và cái đó nó phải đi vào ngân sách nhà nước. Nhất là trong tình trạng hiện nay là ngân sách là đang thiếu nguồn thu, đang khó khăn, nợ công thì cao, mà chúng ta lại cứ để sổng mất giá trị đất đai như thế này, thì chắc chắn là câu chuyện nó không hay, đó là câu chuyện buồn về pháp luật. Để tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng thâu tóm đất có vị trí tốt và gây thất thoát tài sản nhà nước, việc đưa giá trị đất gồm cả thuê đất và giao tính vào giá trị doanh nghiệp
trong đó bao gồm cả lợi thế vị trí địa lý của khu đất là rất cần thiết. Việc tính giá trị vị trí địa lý vào trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định luật đất đai để được tính trong giá thuê đất và giá thẩm định này phải đảm bảo nguyên tắc theo giá thị trường. Quán triệt một cái nguyên tắc là phải đảm bảo tính ngang giá, tức là chúng ta phải đảm bảo đúng cái giá trị thị trường của nó. Đồng thời chúng ta cũng biết rằng là đất đai thì nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi về giá trị sau khi chúng ta có thể thay đổi quan hệ, ví dụ quan hệ về sở hữu sử dụng, quan hệ về mục đích sử dụng, vân vân. Và như vậy thì người ta phải đi kèm theo đó một cái cơ chế thứ hai là cơ chế điều tiết cái lợi ích mà nó tăng lên từ đất đai. Các chuyên gia cho rằng theo thời gian giá đất tăng rất lớn, nhất là những khu đất vàng trong các khu đô thị nên rất cần có chính sách quản lý. Đất đai là sở hữu toàn dân mà nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Mọi tổ chức, doanh nghiệp được giao đất, thuê đất chỉ là giao quyền sử dụng đất. Do vậy, giá trị tăng lên từ đất phải thuộc về nhà nước 100%. Thưa quý vị, pháp luật quy định rõ đất đai sau khi cổ phần hóa phải được thực hiện theo quy hoạch. Vì vậy, chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền ra soát chặt chẽ phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp, kiên quyết thu hồi đất không sử dụng, sử dụng sai mục đích ngay từ khi phê duyệt phương án, sử dụng đất để cổ phần hóa, cần sửa đổi luật đất đai 2013 và chính sách cổ phần hóa theo hướng nếu tại các đô thị không cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất thương mại nhà ở và cần thu hồi để đấu giá công khai trên cơ sở tính đúng giá đất. Đối với những sai phạm phải kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân tập thể có liên quan. Một trong những biện pháp để ngăn ngừa hiện tượng doanh nghiệp thâu tóm đất có vị trí tốt khi cổ phần hóa gây thất thoát ngân sách và lãng phí hạ tầng, Bộ Tài chính yêu cầu phương án sử dụng đất phải được phê duyệt trước khi cổ phần hóa. Quy định này nhằm ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp lợi dụng nắm giữ diện tích đất đang quản lý, mặc dù không phù hợp với ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng đất cũng như quy hoạch của địa phương. Theo đó, thì phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước thời điểm quyết định cổ phần hóa. Và sau cổ phần hóa thì công ty cổ phần phải thực hiện quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp theo đúng mục đích và phương án đã được phê duyệt. Và trường hợp mà chuyển đổi mục đích thì phải mục đích đất ấy thì phải được thực hiện thu hồi để đấu giá theo quy định. Và như vậy thì chúng tôi cho rằng là cái việc quản lý đất đai nói chung, trong đó của doanh nghiệp cổ phần hóa trước sau cổ phần hóa nói riêng là vấn đề rất hệ trọng. Theo quy định của luật đất đai là dù là doanh nghiệp cổ phần hay doanh nghiệp nhà nước hay thành doanh nghiệp thành phần khác thì khi mà chuyển đổi mục đích thì vẫn phải thu hồi để đấu giá. Ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp lợi dụng tiếp tục nắm giữ toàn bộ diện tích đất đang quản lý mặc dù chưa phù hợp ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng đất cũng như quy hoạch của địa phương khi thực hiện phê duyệt phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa. Nhà nước sẽ rà soát và quyết định thu hồi những diện tích đất doanh nghiệp sử dụng chưa phù hợp và không đúng quy hoạch. Theo tôi, trong trường hợp mà nhà nước giao đất cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích, không có hiệu quả hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất thì nhà nước cần phải mạnh dạn thu lại để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá sử dụng đất. Vì cơ bản đất này là đất sạch. Đấy. Thì tổ chức đấu giá quyền đất để thông qua đó thì thu được cái giá trị nó sát với giá thị trường. Và cái dùng cái tiền đó để mà giải quyết những cái vấn đề lợi ích của doanh nghiệp liên quan cổ phần hóa và người rộng. Đối với đất đai đưa vào sản xuất kinh doanh thì chúng ta không nên cho thuê đất để thu tiền một lần. Bởi vì cái thu tiền đất đấy nó phụ thuộc vào hàng năm, phụ thuộc vào từng thời kỳ. Cái thời kỳ đó đất đai nó đóng góp, nó mang lại sinh lợi nhiều thì chúng ta thu tiền nhiều. Cái thời kỳ đó đất đai ở khu vực đó đóng góp sinh lợi ít thì chúng ta không thể thu tiền nhiều được. Và như vậy thì hàng năm hoặc là trong một thời gian ngắn nào đó, người ta phải làm công tác là định giá lại cái đất đai đó ngang bằng, sát nhất với cái giá trị thị trường và người ta thu cái tiền thuê tương đương với cái giá trị thị trường của đất đai. Để chấn chỉnh xử lý kịp thời các tồn tại trong quản lý và sử dụng đất đai đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa sát với giá thị trường, làm thất thu ngân sách nhà nước, phải có chế tài xử phạt nghiêm minh. Do đó mà chúng ta phải tăng cường cái việc là gì? Là phải áp dụng chế tài, xử lý thật nghiêm khắc, đúng các, trước hết là chúng ta chỉ cần kỳ vọng là đúng các quy định của pháp luật hiện hành thôi. Và đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, nó liên quan đến
có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì cần phải xử lý triệt để. Nghiêm khắc thì cũng là một cái gương để cho các cái cơ quan, các doanh nghiệp khác, người ta đưa đất công vào sử dụng đúng mục đích và không lãng phí. Những sai phạm trong quản lý đất đai sẽ gây thất thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm minh quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm để tạo sự đồng thuận chính sách vì sự phát triển chung của xã hội. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc quản lý đất đai của doanh nghiệp trước và sau cổ phần hóa rất hệ trọng. Dù doanh nghiệp cổ phần hay doanh nghiệp nhà nước hay thành phần khác khi chuyển đổi vẫn phải thu hồi đấu giá. Đồng thời bổ sung quy định về xử lý đất đai đối với các doanh nghiệp quản lý nhiều đất ở những vị trí có lợi thế thương mại cao, theo hướng yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi ra quyết định chuyển sang công ty cổ phần. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!